kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hà Nội những góc nhìn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, qua những hình ảnh vừa rồi, hẳn quý vị đã phần nào biết được chủ đề mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong chương trình Hà Nội những góc nhìn ngày hôm nay để lễ hội đầu xuân văn minh, an toàn. Và cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Đầu tiên xin được giới thiệu ông Nguyễn Vũ Hán, trưởng phòng Văn hóa Thông tin của huyện Quốc Oai. Xin được giới thiệu ông Phạm Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và ông Tuấn cũng là người đã nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Phật giáo. À, xin được cảm ơn cả hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết phải nói rằng lễ hội là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta, thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với truyền thống dân tộc và những tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước và bảo vệ độc lập chủ quyền. Bên cạnh đó thì lễ hội cũng thể hiện những biểu tượng văn hóa của dân tộc, phản ánh những nét đẹp văn hóa vùng miền, bao hàm của tính tôn giáo, tín ngưỡng, sự hòa đồng, tính nhân văn. Lễ hội còn có vai trò nữa đó là mang tính giáo dục đạo đức lối sống cho cộng đồng dân cư, tôn vinh những công trạng, những hình tượng của những vị thần linh, anh hùng trong lễ hội. Và một lễ hội thì bao giờ cũng có phần lễ và phần hội. Phần lễ thể hiện ước vọng của con người, mong muốn sự ban ơn của trời đất, thần linh và mong muốn cho một năm mới mùa màng tốt tươi, sức khỏe dồi dào. Còn hội là nơi mà chúng ta giao lưu, sinh hoạt cộng đồng của dân cư nơi đó. À, dạ vâng, là một người đã nhiều năm làm công tác quản lý văn hóa vậy thì ông Nguyễn Vũ Hán có thể chia sẻ thêm những quan điểm và ý kiến của mình xung quanh vấn đề về giá trị truyền thống của lễ hội đối với đời sống của nhân dân được không thưa Vâng, đối với lễ hội truyền thống ở các vùng quê cụ thể như quốc Quan ngoài những giá trị như chị vừa đề cập thì chúng tôi thấy rõ đó là một cái dịp vào đầu xuân hàng năm người dân ở vùng quê sau những cái lao động vất vả được một cái dịp để gắn kết cộng đồng cùng chung vui với những nét đẹp truyền thống của quê hương mình và nó như một cái quyển sách được lật dở hàng năm để người dân được ôn lại và kế tiếp cái nét đẹp truyền thống của lễ hội quê mình. Và đối với những người trẻ thì lại được tiếp nối cứ như thế tạo dựng nên một cái giá trị truyền thống được lưu truyền từ đời này sang đời khác mà nó gìn giữ để nó không bị phôi phai, nó không bị lệch lạc thì đó là những cái mà tôi tôi thấy nó rõ nhất. Và thêm một cái nữa là tự nhiên mỗi một người mong đến cái ngày đó để tự hào về làng quê mình và cũng lại là một cái dịp để chung vui và gặp nhau sum họp cũng như có trách nhiệm với cộng đồng ở làng quê trong cái việc chung của làng, việc chung của làng mà ai cũng say sưa tham gia tích cực trong cái lễ hội này. Dạ vâng, Tiến sĩ Phạm Văn Tuấn cũng là người đã nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và văn hóa tâm linh. Vậy thì ông có thể bổ sung thêm những quan điểm ý kiến của mình xung quanh về giá trị truyền thống của lễ hội thơ. Ừ chúng ta vừa nghe anh Hán là nói rất hay ừ. về những cái giá trị bảo vừa là bảo vệ được những giá trị truyền thống đồng thời là tri tạo những cái giá trị truyền thống làm cho các thế hệ lại sau có thể là tự hào được sống trong cái môi trường văn hóa đó và người ta sẽ cảm thấy là người ta có thể phát huy được tiếp tục phát huy nó tức là luôn cái quá trình truyền thống nó luôn được tri tạo nó luôn được xây dựng nó luôn được làm mới tuy nhiên nó không bị sai đi mà nó sẽ làm mới tốt hơn trong một cái đương đại trong một xã hội mới thì bản thân tôi cũng rất nhiều năm đi vào chùa thầy từ cách đây khoảng gần 20 năm khi mà chúng tôi vào chùa thầy để nghiên cứu về À, làng xã rồi nghiên cứu về di tích văn hóa ở đó thì thấy bản bản thân người dân đúng như anh hán nói là đưa từ nông nghiệp mà người ta lên mà người ta sống trong cái đấy, người ta háo hức người ta chờ đợi cái ngày đó và sau khi mà mùa xuân đến thì người ta sống trong hòa vui trong cái không khí lễ hội thì đấy là một điều mà à, thành phố hà nội rồi là người dân hà nội rồi là người dân cả nước chúng ta cũng như quốc tế có thể nhìn thấy và cũng có thể hướng vào và sẽ cùng chung vui với cái niềm vui của lễ hội chùa thầy nói chung à nói riêng và rất nhiều các lễ hội khác đặc biệt lễ hội chùa thầy thì tôi theo như tôi nhìn thì và tôi biết thì có những ảnh này rồi là những cái sinh hoạt văn hóa này rồi những tư liệu ghi chép cũng là hàng rất lâu rồi có thể nói hàng mấy trăm năm trở lại đây À, dạ vâng với những giá trị to lớn như vậy thì trong những thời gian vừa qua thì ủy ban nhân dân huyện quốc oai đã có những định hướng như thế nào để có thể phát huy và bảo tồn những giá trị đó thưa ông nguyễn phụ hán vâng trong cái xu thế chúng ta thấy là đất nước phát triển từng làng quê cũng phát triển thì cái lễ hội được phát huy đúng cái giá trị truyền thống à, trước đây nhiều khi có những cái sự mai một thì cái điều kiện phát triển của xã hội của đất nước của quê hương thì nó cũng lại là tạo điều kiện để cho cái việc gìn giữ phát huy cái giá trị đó thì xu thế chung là chúng ta thấy là đều được quan tâm đảng và nhà nước chung quan tâm đến về lễ hội cái sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân thế thì quốc oai trong những năm qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu với huyện ủy hội đồng dân địa bàn huyện để có một cái đề án bảo tồn cái văn hóa lễ hội chùa thầy. Thế thì báo cáo với các anh chị là trước đây chúng ta có những cái làm là nó cũng có những cái ừ, theo cái cái, cái cái lưu truyền miệng của các thôn. Đấy, thế nhưng mà đến bây giờ chúng tôi mời các nhà khoa học trong cái đề án đó mời các nhà khoa học về để nghiên cứu cái lễ hội gốc của chùa thầy và kiên quyết là không đua, kiên quyết là không ùa vào những cái 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 lai căng mà cái chính là cái văn hóa truyền thống gốc của lễ hội đó là những gì thứ nhất là phải khôi phục lại những cái trang phục lễ hội đúng của nó vừa rồi chúng tôi cũng đã À, về từng thôn một và huyện đầu tư để may mới những cái trang phục trong cái lễ hội của từng thôn một mà những thôn đó là những thôn tham gia cái buổi khai hội và kết thúc hội của lễ hội chùa thành và chúng tôi cũng đã khôi phục dần cái các trò chơi dân gian trong các trò chơi dân gian đó là rất nhiều cái trò chơi được lưu truyền lại của đức thánh từ Đạo hạnh dạy người dân vùng núi thầy các trò chơi dân gian để uh, sinh hoạt văn hóa cộng đồng tiếp đến tới đây chúng tôi cũng sẽ từng bước một để khôi phục lại cả cái việc dưỡng Như thế nào để cho cái lễ hội Thực sự là Chỉnh chu theo nguyên bản gốc Của lễ hội cho thầy từ xa xưa truyền lại Dạ vâng ờ, Có thể nói rằng là hàng năm chúng ta có rất nhiều những lễ hội Và bên cạnh những yếu tố tích cực Của các lễ hội đó Những giá trị truyền thống đó Thì hiện nay vẫn còn có một số những tồn tại hạn chế Vậy thì quan điểm của ông như thế nào Về vấn đề này à, Đúng rồi Trong cái xu hướng phát triển thì chúng ta thấy là nó không sao tránh khỏi có những cái còn chưa được chỉnh chu, chưa được đúng chuẩn mực của cái truyền thống trong cái lễ hội thì những cái này là những cái hạt sạn. Như ở quốc oai thì những anh chị biết là cũng là một cái lễ hội vùng mà được đông đảo khách thập phương đến. Thế thì vẫn còn những cái hiện tượng ở đây thì nó không thuộc vi phạm về cái cái lễ hội truyền thống nhưng là những cái yếu tố phục vụ lễ hội thì vẫn còn còn tồn tại. thì chúng tôi hai năm vừa rồi là huyện kiên quyết để không để những hạt sạn đó làm ảnh hưởng lễ hội. đó là việc du khách đến lễ hội trèo kéo hoặc bắt chẹt khách. thì cái việc này là hai năm vừa rồi đã từng bước đẩy lùi và được du khách đến với chủ thầy bắt đầu thấy yên tâm an lòng thành thời đến với chùa Thầy, chứ không đi lễ hội mà lại cứ nông nước. có những cái điều mà nó không vui thì nó ảnh hưởng đến tâm lý của người đến. Thế nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng duy trì và từng bước khôi phục cái truyền thống và đồng thời gạt bỏ những hạt sạn trong cái mùa lễ hội. Dạ vâng, à, nghiên cứu nhiều về văn hóa tín ngưỡng và tham gia rất nhiều những lễ hội ở các nơi. Vậy thì tiến sĩ Phạm Văn Tuấn cảm thấy rằng là những tồn tại, những mặt tồn tại của các lễ hội hiện nay là gì, thưa ông? À, với tôi thì tôi nghĩ rằng là bởi vì xã hội bây giờ là phát triển hơn rất nhiều à, văn hóa kinh tế cho nên ví dụ như thế này ngày xưa thì khi mà lễ hội đa phần là mang tính tự phát của những cái sinh hoạt cộng đồng của làng xã ví dụ như là tôn vinh một vị thần hoặc là à, những cái sinh hoạt người ta thậm chí người ta đang từ dưới ruộng người ta đi lên trên bờ để người ta đi sinh hoạt đi hát hát một bài hát quan họ hay là một gì đấy mang tính chất lễ hội tuy nhiên bây giờ có rất nhiều lễ hội là người ta phải có sự chuẩn bị phải có sự đầu tư thậm chí là có sự khống chế, thậm chí là có về thời gian của họ khống chế về thời gian. giờ là người ta phải có những cái định mức để làm phát triển. giờ là mang tính chất kinh tế và thương mại nhiều hơn. dẫn đến đương nhiên là khi mà đi vào kinh tế thì nó cũng sẽ đi theo những cái rủi ro và thậm chí là nó sẽ có những cái hạt sạn nó sẽ nảy sinh. ví dụ như là sợ sẽ tranh giành, thậm chí tôi ví dụ như đơn cử như là giá gửi xe mà đắt quá người ta cũng sẽ phản ánh hoặc là thậm chí là rất nhiều cái những cái năm trước chúng ta thấy là những cái hiện tượng cướp những cái lộc ở thánh ra mà khi mà người ta cướp thì dẫn đến xô sát người ta tranh giành nhau rồi là thậm chí người ta chen lấn đi vào lễ hội như là như năm ngoái năm kia gì đấy chúng ta còn xem rất nhiều trên mạng người ta đưa về lễ hội đền hùng chẳng hạn là một lễ hội lớn của người của người dân tộc tuy nhiên là chúng ta vẫn thấy cái hiện tượng là chen lấn rồi là xô đẩy rồi là cướp bóc thậm chí là đấy là chúng ta phải nói là rất 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 cố gắng kiểm soát rồi nhưng mà vẫn không tránh được thì tất cả những cái điều đó thấy rằng là cái mặt trái của nó đương nhiên là khi mà nó phát triển mạnh như, như gọi là như vũ bảo bão như thế thì nó sẽ nảy sinh ra những cái mặt trái như vậy thì uh, chúng ta cần phải có cái cơ chế tuyên truyền làm sao để cho người ta dân không mê tín những cái vụ cướp bóc này nọ là hoàn toàn họ mê tín bởi họ mê tín là cướp được cái vật đấy nó sẽ đem lại cho họ và ở phúc lộc nảy sinh này nọ tuy nhiên nếu như họ đấy thực ra đấy cũng là văn hóa đấy cũng là nhân văn thôi tuy nhiên là nó để đi đến thái quá một chút vậy thì chúng ta phải có cái cách để chúng ta tuyên truyền như thế nào đó để cho các lễ hội nó được à, tồn tại những cái giá trị nhân văn giống như là một lễ hội chùa thầy hay rất nhiều lễ hội mà ở Việt Nam à, tôi thấy là người ta vẫn tổ chức lễ hội vẫn có những cái giá trị văn hóa vẫn có những cái tính thiêng ở trong đó nhưng mà người ta không đi đến thái quá đến mức độ là xô sát hoặc là chen lẫn lẫn nhau hoặc là thu tiền quá lớn hoặc là bán quá phá giá hoặc là uống rượu uống chè quá nhiều dẫn đến là cái chuyện đánh nhau này nọ thì đấy là những cái hạn chế mà chúng ta thấy là rất nhiều lễ hội vẫn chưa giải quyết dứt điểm được thì chúng ta cũng rất hy vọng là trong tới đây các cơ quan chính quyền có thể là tương tác để tạo ra những giá trị tốt hơn cho lễ hội. Thưa quý vị, cũng liên quan tới những tồn tại trong các lễ hội đó là việc đốt vàng mã. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn gửi Ban thường trực Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố về việc tăng cường nét đẹp truyền thống tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị trừ tôn Đức Tăng Ni nêu cao tinh thần Bồ Tát Đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Liên quan tới vấn đề này thì Cục Văn hóa cơ sở của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Theo đó thì cục yêu cầu siết chặt tình trạng giải tiền lẻ, đốt vàng mã vô tội vạ. Xoay quanh công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có ý kiến cho rằng nó có tác dụng giáo dục Phật tử, còn vấn đề ngăn chặn việc đốt vàng mã thì chỉ có các cơ quan quản lý của nhà nước mới có thể đủ năng lực. Vậy thì về ý kiến trên, tiến sĩ Phạm Văn Tuấn có quan điểm như thế nào thưa? ông? À, việc đốt vàng mã là rất nhiều năm vừa qua chúng ta đã có rất nhiều chương trình để tương tác với xã hội để làm cho cái việc hạn chế cái việc đốt vàng mã. Bởi vì chúng ta cũng thấy là rất nhiều cái vụ cháy, cháy xưởng, cháy nhà, thậm chí là cháy cháy cả chùa liên quan đến đốt vàng mã thế thì những cái việc đó chúng ta cần phải có một cái làm thế nào để cho xã hội người ta hiểu cái giá trị của việc đốt vàng mã có lợi hay không và có ích hay không nếu như chúng ta xét về phương diện văn hóa thì đốt vàng mã là một giá trị văn hóa và nó có trong cái hệ thống kinh kệ ván khắc cũng có hiện tại tôi có xem đến tuy nhiên là người ta không làm to như bây giờ không phải điều kiện kinh tế đâu điều kiện kinh tế người ta có thể làm to nhưng người ta không làm to bây giờ bây giờ là cái gì cũng to thậm chí người ta có người còn nói vui với tôi là thế gửi một cái iphone không cho dưới các cụ dưới đấy thì có gửi sim không gửi một cái ô tô xuống thì, ô tô to có người chụp ảnh vác cả cái ô tô thế không gửi xăng dầu à thế thì đốt vào đâu chạy ông đấy chạy thế nào thế cho nên là các cái giá trị cần phải có một sự biện chứng bề mặt lý lý luận xem là có đúng hay không chúng ta đang làm gì làm như thế nào và làm nó có tác dụng gì thì hiện tại là việc đốt vàng mã không có cái tác dụng đó. Nó từ xưa đến nay vẫn được sử dụng trên phương diện là tinh thần, làm cho người sống cảm thấy à, yên ổn, cảm thấy an nhiên. thì khi mà tự tin rằng là đã cung cấp cho những người quá khứ và người ta cảm từ đó người ta cảm thấy an lòng. thì người ta luôn luôn cái quan niệm truyền thống của người Việt luôn, luôn là à, ừ, độ âm và bảo dương tức là cứu độ siêu độ cho người ở cõi, cõi âm và bảo vệ cho cái bảo vệ tốt cho người ở trên dương thế. Thì với cái công văn của Giáo hội tôi nghĩ rằng là nên và tôi cũng hy vọng là các cấp dưới của các tỉnh hội, các cơ sở ban ngành nên có cái sự khuyến cáo trực tiếp đối với lại các tín đồ Phật tử và đặc biệt bản thân các chùa. Ngay tại các chùa cũng hạn chế cái việc đốt. Tôi có biết là rất nhiều chùa là có biển là không đốt vàng mã và không thu dụng vàng mã. Ai có vàng mã tự đem đi hủy ở đâu đó chứ không được đem về chùa. Thì đấy cũng là những cái việc mà Uh, thiết nghĩ là rất nhiều tôi hy vọng là các chùa cũng nên phát huy cái việc đó. Uh, ngoài ra thì ngoài cái bên, bên mặt bên giáo hội thì tôi nghĩ là bên các phòng ban văn hóa, ví dụ như bên anh hán uh, cũng như là các phòng ban văn hóa khác, các sở văn hóa có công văn trực tiếp chỉ đạo và cái này chúng ta chỉ đạo trực tiếp về bên chính quyền, bên ngành công an, rồi bên uh, chính quyền địa phương thì sẽ trực tiếp chỉ đạo xuống dưới địa phương, ví dụ như có cơ sở sản xuất vàng mã chẳng hạn thì chúng ta nên có cái cách thức để nói chuyện với họ để họ có cái, cái việc sản xuất không cấm được về nghề nghề gia truyền chẳng hạn nhưng mà nó phải hạn chế chứ không để đặt một cái ô tô thật to hay một con ngựa thật to để làm sao mà nó mang tính chất là tín ngưỡng thôi và nó mang tính chất là một cái niềm tin về mặt văn hóa về mặt tôn giáo chứ đừng đi đi đến một cái việc là thái quá là đốt tràn lan ra à, thì như thế là nó ảnh hưởng đến hàng xóm ảnh hưởng đến môi trường ảnh hưởng đến xã hội À, dạ vâng, rõ ràng có rất nhiều những ảnh hưởng mà tiến sĩ Phạm Văn Tuấn có vừa nêu. Vậy thì thưa uh, ông Nguyễn Vũ Hán, tại địa phương mình thì công tác tuyên truyền tới người dân cũng như là du khách thập phương khi mà đến tham gia lễ hội và tới các cơ sở thờ tự trong việc hạn chế đốt vàng mã thì đã được thực uh, địa phương thực hiện như thế nào thưa ông? Đối với vấn đề đốt vàng mã thì chúng tôi hoàn toàn tâm đắc với ý kiến của tiến sĩ Tuấn. Quốc ngoài của tôi thì trong những năm qua cũng thực hiện rất nghiêm vấn đề này nhưng mà chính quyền không 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 có những cái can thiệp sâu mà phải bằng cái cách khéo léo đó là chúng tôi trực tiếp ủy ban huyện giao cho, cho cá nhân tôi là các buổi mà trường hạ tất cả các tăng ni của trường hạ chủ thầy thì đồng chí trưởng phòng văn hóa sẽ về trực tiếp trò chuyện trao đổi thông tin tình hình của huyện liên quan đến văn hóa trong đó lồng ghép đến các sư thầy. Bởi vì vấn đề tôn giáo tín ngưỡng phải chính những người làm công tác tôn giáo tín ngưỡng đó truyền đạt với nhân dân nó sẽ hiệu quả. Thế rồi chứ còn chính quyền mà nói với người dân về vấn đề cấm 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 thì nó không thể bằng thuyết phục bằng các thầy nói. Cho nên quốc ngoài đã mời các thầy và đặt vấn đề rõ với các thầy là các thầy phải vào cuộc vận động người dân và các tín đồ phật tử của các thầy sẽ nghe các thầy thế thì quốc oai chúng tôi làm như thế thì rất là hiệu quả và đặc biệt là phòng văn hóa mời các thanh đồng của toàn huyện về huyện họp và chúng tôi cũng lại nói những cái đệ tử của các thanh đồng đó rất tín nghe thầy lắm thế nên các thanh đồng nói là người dân sẽ nghe thế thì chúng tôi cũng lại bằng phương pháp đó đề nghị các thanh đồng tuyên truyền và hạn chế việc sử dụng bằng mạng thì ở đấy thì người ta cũng có cái tâm tư rất rõ là chúng ta cũng không nên cấm tiền mà chúng ta phải cố gắng hạn chế như anh Tuấn đó để lãng phí tránh lãng phí và thứ hai là nó cũng, nó 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 không phải là cái để mà người ở dưới âm nhận được nhưng chỉ để cho nó an lòng và để một phần cảm nhận được là hậu thế con cháu báo hiếu để cho nó yên tâm về cái mặt tâm lý tự nhiên là cảm thấy cha mẹ nhận được cái thì là cái thì yên tâm thôi thì dừng ở cái khía cạnh như thế thì các thầy cũng 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 có quan điểm như vậy nhưng mà chúng ta đừng có những cái người mà có những nơi chở cả ô tô đốt vàng mã thì đấy là cái phản cảm và lãng phí và cần phải phải chấm dứt. Từ nhiều năm qua, gia đình bà Phùng Thị Thủy kinh doanh tạp hóa và đồ lễ tại khu vực Đền Và thuộc phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Gia đình bà luôn chấp hành tốt các quy định của Ban Quản lý Khu Di tích và chính quyền các cấp trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường, làm nơi kinh doanh buôn bán. Bà con là hàng quán là phải gọn gàng, sạch sẽ, này, vệ sinh, này, rồi hàng quán dọn cho nó đúng vào quy định Di tích lịch sử văn hóa Đền Và thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Đền Và cùng với thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước khi đến thăm vùng đất Sơn Tây. Vì vậy, từ nhiều năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại những điểm di tích này luôn được chính quyền cơ sở và các ngành chức năng đặc biệt quan tâm để chuẩn bị tốt cho mùa lễ hội và phục vụ du khách đến tham quan tại khu di tích đền và diễn ra an toàn ủy ban nhân dân thị xã sơn tây đã chỉ đạo các ngành chức năng như phòng quản lý đô thị công an thanh tra giao thông vận tải thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn giao thông tới các hộ kinh doanh tại khu vực di tích yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi bày bán hàng hóa không kinh doanh buôn bán những ấn phẩm mang tính mê tín dị đoan mặt khác tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Từ sự chủ động quyết liệt của các ngành chức năng và ý thức chấp hành của người dân, nên các tuyến đường tại khu vực Đền Và đã thông thoáng, tạo thuận lợi cho du khách. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo thì với góc độ đảng ủy thì đã có cái nghị quyết chuyên đề đảm bảo công tác an ninh trật tự trong an toàn trong cái lễ hội đền và ngoài ra nữa thì đối với ủy ban dân phường chúng tôi cũng đã thành lập cái ban tổ chức lễ hội và đã được phối hợp tốt với các ban ngành của thị xã, đặc biệt là phòng quản lý đô thị trong cái công tác đảm bảo về uh, trật tự an toàn để cho địa phương hoàn thành cái công tác uh, lễ hội. Với những biện pháp xử lý kiên quyết của các lực lượng chức năng, tin rằng vấn đề an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực Đền và thị xã Sơn Tây sẽ được đảm bảo, giúp cho mỗi người dân yên tâm khi đến tham quan vui hội. À, dạ vâng, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy vai trò của chính quyền cơ sở và các ngành chức năng trong công tác quản lý lễ hội, tổ chức và đảm bảo an toàn cho các hoạt động của lễ hội. À, mặt khác thì ý thức trách nhiệm của mỗi người dân tại điểm đến của lễ hội à, và du khách thập phương khi tới tham gia cũng góp phần không nhỏ trong việc à, đảm bảo một lễ hội diễn ra an toàn và lành mạnh. Và được biết rằng là trước đây thì lễ hội Chùa Thầy được tổ chức vào 3 ngày nhưng mà từ năm 2018 lễ hội Chùa Thầy được tổ chức thành mùa lễ hội và diễn ra từ ngày mùng 1 tháng riêng cho tới hết tháng 3 âm lịch với thời gian chính hội. Các ngày mùng 5, mùng 6, mùng 7 của tháng 3 âm lịch. Và với thời gian tổ chức dài như vậy thì Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Ai có sự chuẩn bị như thế nào thưa ông Nguyễn Vũ Hán? Trước hết tôi cũng xin được nói cho rõ là thế này. Lễ hội chủ thầy vẫn nguyên bản là khai hội mùng 5 và kết thúc mùng 7 tháng 3 âm lịch. Còn tại sao lại là có sự vào cuộc của chính quyền từ ngay sau Tết âm lịch. Đó là nhu cầu của nhân dân đến với Chùa Thầy. Sau Tết cái lại bắt đầu các đoàn du khách tập phương đến đông. Trước đây chúng tôi gần đến ngày, ngày mùng 5 thì mới thành lập cái ban tổ chức. Nhưng bây giờ thấy như thế không thể yên lòng khi du khách thập phương đến đông ngay từ sau Tết. Cho nên chính quyền huyện Quốc Oai đã phải chỉ đạo để các ngành chức năng vào cuộc ngay từ đầu năm. Mục đích chính là phục vụ du khách cho chú đáo. Vừa đảm bảo an toàn, vừa là cách tiếp đón, vừa là phục vụ trong cái nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Thì cái dùng cái từ mùa lễ hội tức là nói chung của cả nước ta, sau Tết đến là là cái mùa lễ hội. Thì ở đây là phục vụ cái mùa lễ hội đó. Chứ lễ hội chùa thầy không phải là kéo dài như thế. Mà lễ hội chính vẫn từ mùng năm chúng tôi mới khai mạc năm 2018 thì vẫn là nguyên bản mùng năm khai mạc, khai hội và kết thúc mùng 7. Thế còn cái phục vụ công tác phục vụ công tác đảm bảo an ninh cho du khách là từ uh, khi, ngay sau khi tết âm lịch. thì ngay bây giờ các anh chị về cũng sẽ thấy ngay năm 2019 này chúng tôi lại tiếp tục mở rộng cái con đường nối từ đại lộ thăng long về huyện đến nay là cơ bản xong để phục vụ cho cái, cái mùa lễ hội năm 2019. 19 này và huyện cũng đã di rời các hộ bán hàng trước đây từng năm một chúng tôi có cái đổi mới một chốc một lát không thể, thể lột xác được mà phải dần dần thì hiện nay là năm hai này là đường vào chùa thầy đã được mở rộng và các ki ốt bán xung quanh của lễ hội chùa thầy ủy ban huyện đang chỉ đạo để di rời ra phía ngoài và đã xây dựng hoàn chỉnh cái bãi đỗ xe đầy bãi đỗ xe để dọc đường tràn lan thì bây giờ có một bãi đỗ xe quy củ và các ốt đã được xây dựng Đấy, trước tết đã xem hoàn thành để phục vụ cho ngay sau tết là nhân dân đến như vậy là với cái tinh thần à, hiếu khách và quan tâm chăm lo đến du khách và đặc biệt là chính là tôn trọng cái, cái di sản để lại chùa thầy quý báu của quê hương cho nên là chính quyền huyện và nhân dân quốc oai đã chuẩn bị đón khách du lịch và nhu cầu của nhân dân về cái lễ hội ngày một được chu đáo hơn. Dạ vâng xin cảm ơn ông. À, vâng, à, theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa năm 2009 thì có quy định rất rõ là nhà nước có trách nhiệm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa và loại trừ các vấn đề không còn phù hợp, không tốt trong hoạt động lễ hội. Vậy thì thưa tiến sĩ Phạm Văn Tuấn để có thể làm được như vậy thì uh, chính quyền và các ngành chức năng cần có sự phối hợp như thế nào? Thưa tiến sĩ Um, với một người làm nghiên cứu như tôi thì um, đặc biệt là tôi chỉ quan tâm đến phương diện là uh, cái những cái giá trị đang tồn tại những giá trị văn hóa tuy nhiên là quá trình mà đi dạy hoặc là va chạm thì tôi cũng thấy rằng là uh, cơ quan sở tại đương nhiên là bởi vì các cơ quan nhà mình là phân phân tầng phân lớp rõ ràng là đứng ở bên trên là gọi là bộ văn hóa có thể có những cái cơ chế cái chế tài mà hoặc là có những cái nghị định có quyền có ở trên là bộ uh, văn hóa cục di sản có những cái công văn xuống cho các cấp ở dưới có thể là có những cái đổi mới hoặc là có cái sự phản ánh từ cấp dưới lên thì chính quyền địa phương trực tiếp xử lý. Đương nhiên là khi như giống như chúng ta nói ngay từ ban đầu thì cái việc những cái tránh được việc phát ra những cái hạ sạn thì cơ quan quản lý trực tiếp tại địa phương ngay chùa thầy tôi ví dụ chùa thầy thì cấp xã đó sau đấy lên đến phòng văn hóa bên anh vũ hán rồi là lên đến tỉnh thực ra là thành phố hà nội thì đương nhiên là sau đó thì mới lên trên bộ và bây giờ là chùa thầy là di sản cấp quốc gia đặc biệt đó mà cho nên là quản lý trực tiếp thì chùa thầy thì phải lên trận bộ cục di sản cho nên là tất cả các thông tin gần như là được cập nhật và tôi nghĩ rằng là thông tin tại chùa thầy thì ở trên cục di sản cũng biết thường xuyên đây là một cái việc làm mà không phải của mình chùa thầy mà gần như tất cả các di tích uh, cấp quốc gia cho đến cấp đặc biệt ở trong nước ta chúng ta đều đang vận hành như thế và những cái đó dẫn đến rằng là cái việc quản lý nó được chặt chẽ hơn nó tránh những cái việc mà nó vi phạm về hành chính hay vi phạm sai lầm hay là trong quản lý cho đến những cái vi phạm về mặt là tổ chức hay là những cái người dân người ta thực hiện buôn bán hay là những cái việc mà sai trái nó có thể xảy ra thì đấy là cái việc mà tôi nghĩ rằng là quản lý ở đất nước chúng ta về quản lý văn hóa đang làm rất tốt tôi nghĩ là càng cả, cả ngày chúng ta sẽ càng tốt hơn bởi vì xã hội văn minh hơn con người chúng ta cũng hiểu hơn cái đúng cái sai và công nghệ rồi là các phương tiện truyền thông của chúng ta cũng tốt hơn nữa. À, dạ vâng xin để cảm ơn ông à, rõ ràng chủ đề của chúng ta ngày hôm nay à để lễ hội đầu xuân được à, an toàn và văn minh à, rõ ràng là người dân đóng một vai trò vô cùng quan trọng khi mà họ tham gia các lễ hội vậy thì thưa ông Nguyễn Vũ Hán à, công tác tuyên truyền cũng như phổ biến tới người dân thì trong thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào tại địa phương của ông? đối với lễ hội chùa thầy thì chúng tôi uh, luôn có cái tính cầu thị ủy ban huyện chỉ đạo hàng năm là có tổ chức họp báo để giới thiệu về cái nội dung của lễ hội sớm trước để các cơ quan thông tấn báo chí uh, trong nước rồi thì địa phương uh, giới thiệu để du khách đến với chùa thầy biết được là lễ hội năm nay có gì mới có thay đổi gì và cần phải đề phòng cái gì nếu như mà có những hạt sạn như, như vừa đề cập. Ừ. Thế thì uh, quốc ngoài đã tuyên truyền rất là tốt. Cái công tác này để người dân du khách đến cái cái cái, cái, cái hệ thống tuyên truyền đến cũng đã giới thiệu đường đi như thế nào để tránh ách tắc, cảnh báo những vấn đề gì. Theo tôi nghĩ là cái lễ hội ngoài cái chính quyền chuẩn bị thì người dân du khách tham gia lễ hội cũng phải có cái trách nhiệm bởi vì đến với chùa thầy là đến với di tích quốc gia đặc biệt Một viên ngọc quý của quốc gia chúng ta Thế thì người dân cũng phải có ý thức bảo vệ môi trường này gìn giữ những cảnh vật ở đó này lên núi cũng không hái bẻ hoặc là những cái làm những việc phản cảm đặt tiền rúi tiền và tự phật thế thì những cái đó là không phải chỉ chính quyền mà du khách cùng giúp địa phương để thực hiện cái mùa lễ hội nó tốt À, dạ vâng, xin được cảm ơn ý kiến trao đổi vừa rồi của cả hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội không chỉ là tấm gương để phản chiếu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc, mà còn là nơi bảo tồn, làm giàu và phát huy nền văn hóa dân tộc ấy. Lễ hội chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong việc bảo tồn văn hóa của mỗi dân tộc. Chính vì vậy, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trong bối cảnh hiện đại đặt ra rất nhiều những khó khăn, đặc biệt là làm thế nào để có sự hài hòa giữa việc tổ chức một hoạt động văn hóa của chính quyền địa phương với nhu cầu tín ngưỡng tâm linh lành mạnh của cộng đồng mà lại không bị biến tướng, bị sai lệch, đảm bảo được nếp sống văn minh, thực hiện được văn hóa ứng xử lành mạnh trong hoạt động lễ hội. Ở đó là những câu hỏi những bài toán đặt ra. Tuy nhiên thì với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, các cơ quan quản lý và điều quan trọng là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ hội, thì mỗi địa phương sẽ có những ngày lễ hội thực sự văn minh và lành mạnh, mang đậm bản sắc dân tộc. Chương trình Hà Nội Những Góc Nhìn tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của cả hai vị khách mời và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.